Chào mọi người, em là Lê Thị Thanh Hà, học viên của lớp Lifestyle 23.2 ạ. Và đây là intro của em. Vâng, đây chính là chủ đề em sẽ thuyết trình mọi người hôm nay. Khoa Anh Đào và chứng nhân lịch sử Nhật Bản. Đầu tiên thì cột mốc đầu tiên em muốn nói đến ở đây đó chính là vào năm 710. Tại thời điểm này thì Hoa Anh Đào gắn liền với những tín ngưỡng dân gian Nhật Bản. Có thể kể đến đó chính là vào giai đoạn này, những người dân Nhật Bản bắt đầu đem hạt giống Hoa Anh Đào từ trên núi xuống trồng ở dưới đây. Và Hoa Anh Đào được biết đến như là biểu tượng sự sinh sôi nảy nở. Và có một truyền thuyết liên quan đến Hoa Anh Đào đó chính là khi Hoa Anh Đào bay thì thần núi sẽ đem những bông hoa anh đào này đến khu vực sinh sôi này nữa để tạo nên tông vấn này ạ. Và có một tiếp theo mà nói cho mọi người biết đó chính là vào năm 1192, đây là thời điểm hoa anh đào biểu tượng cho tinh thần võ sĩ samurai. Và tại thời điểm này có một nhân vật muốn em muốn nhắc đến ở đây đó chính là Junito Mono Minamoto. Bạn gì ở đây ạ? Dạ, và tại thời điểm này thì Hoa Anh Đào gắn liền với võ sĩ samurai và có một câu nói đó chính là đời vào cũng như cách sống của người võ sĩ đạo, hy sinh cho một đời bình thản và nhẹ nhàng như bông Hoa Anh Đào rơi cành về với đất. Cột mốc cuối cùng mà em muốn nói đến ở đây sau các năm 710-1192 đó chính là vào năm 1868 thì Hoa Anh Đào biểu tượng sự hy sinh. Và thời điểm này thì Nhật Bản bước vào thời kỳ minh trị và samurai mất vị thế xã hội độc quyền, thay vào đó là quân đội Nhật Bản được tạo ra. Các chiến binh quân đội Nhật Bản chiến đấu trong cái khẩu hiệu là có thể hy sinh hoàng gia một cách cao đẹp với những cánh hoa anh đào rồi ạ. Và nói về hoa anh đào, quốc hoa Nhật Bản, chúng ta không thể không nhắc đến hoa sen, quốc hoa của Việt Nam ạ. Và nói về hoa sen có một câu em rất thích đó là thăm 10 đẹp nhất hoa sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ và Việt Nam đẹp thứ hai khi có tên anh Phùng Quang Vinh. Anh Phùng Quang Vinh. Em là đây này. Vâng, slide của em sẽ là kết thúc ạ. Ok, cảm ơn. Em là thế này thì là do anh